Chào mừng quý cô, chú, anh chị và các bạn đã trở lại kênh youtube của em Hoàng Nhung Hải Dương Vâng, ngày hôm nay thì em Hoàng Nhung xin gửi tới quý cô, chú, anh chị và các bạn một chiếc xe mang thương hiệu check Một thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ, một chiếc check Madone bản Mỹ full carbon Xe thì được trang bị bộ group Durac R9120 Chất xe thì cực mới, màu sơn thì cực đẹp và cực lạ Xe thì có size của hãng là size 50 và chiếc xe này thì cũng được cửa hàng nhập trực tiếp bên thị trường nhật về thì hôm nay em cũng xin phép được review chi tiết mẫu xe này và báo khoảng giá để cho các bác cùng tham khảo bác nào ở gần thì em cũng xin mời các bác ghé qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và trải nghiệm cửa hàng có địa chỉ tại cổ dũng kim thành hải dương cửa hàng rất hân hạnh được đón tiếp các bác Bác nào ở xa mà không đến được cửa hàng thì có thể thông qua video, thông qua số điện thoại 0989668195. Cửa hàng em thì có ship cốt toàn quốc, tất cả các đơn hàng em đều bao ship cho các bác. Và các bác được bóc hàng ra kiểm tra trước khi thanh toán ạ. Nhìn tổng thể thì chiếc trách madonna này, thì màu sơn thì cực đẹp, mới đến 98% các bác nhé. Trước tiên thì em sẽ đo cái phần khung sườn này cho các bác nhìn thực tế Xe thì có size của hãng là size 50 Mà đo thực tế thì gióng ngang là 49 Gióng đứng thì em sẽ đo từ tâm trục lên trên phần cậu yên Là 41 các bác nhé đùi là đùi đu rắc các bác nhá. Check Madonna bản Mỹ, bản Prodigy One, OCLV 700, tem Mỹ luôn các bác nhá. Rất là xịn sò luôn. Tất cả những chiếc xe mà về với cửa hàng thì được hàng tuyển chọn rất là kỹ lưỡng rồi. Cả hình thức, chất lượng và giá cả lên là các bác cứ yên tâm mua hàng thôi ạ. Gầm xe thì cũng còn rất là mới Tem mát còn nguyên và đầy đủ theo xe luôn Rất là xịn sò Các bác nhớ đăng ký kênh và nút chuông thông báo Để cập nhật những mẫu xe mới nhất của cửa hàng Và chia sẻ bạn bè giúp em Em cảm ơn các bác rất là nhiều một chiếc check Madonna bản Product One, một bản cá nhân hóa được đặt dành riêng theo yêu cầu của khách hàng, cả về màu sơn và bộ chuyển động. Xe thì được trang bị bộ gút rắc, rất là xịn sò luôn. Và em báo khoảng giá để cho các bác cùng tham khảo. Giá của chiếc xe này là 138 triệu. Cửa hàng em thì có bao ship và ship code toàn quốc các bác nhé. Phanh sau thì cũng còn rất là mới và rất là bóng các bác ạ. Vành là vành Bonchager, vành carbon cao 5 phân các bác nhỉ vành bánh lốp láp tem mát đầy đủ luôn Lốp là 700 x 25 c Độ mới thì rất là cao Chất xe thì cực đẹp luôn Đấy các bác nhìn không Rất là mới luôn nhỉ cái chỗ này này nó có bị chảy một chút phần da giấy này các bác này đấy nhưng mà không làm sao các bác nhau nhưng em cũng phải báo cho các bác rõ rõ như vậy ạ Yên cũng uh, của hãng luôn theo xe luôn không bị rách hay bị chảy xước gì một chiếc check madonna full carbon Bác nào mà thích cái dòng xe này phù hợp với size số của mình, phù hợp với tài chính của mình thì cứ alo ngay cho cửa hàng theo số điện thoại 0989668195, cửa hàng sẽ tư vấn cụ thể hơn và phù hợp nhất với các bác có thể ạ. Phanh trước Drac cũng rất là mới và rất là bóng các bác nhá. Tay quấn tay phanh Drac không bị chảy xước hay bị rách gì các bác nhá tất cả đều đồng bộ vào nguyên bản theo xe độ mới thì rất là cao đây là các bác nhìn không cái lốp nó còn nguyên dọc giữa luôn đây này mới đến 98 phần trăm các bác nhỉ rất là xịn xò luôn rất là mới luôn Cửa hàng em thì còn rất nhiều những mẫu xe khác nhau, hàng về liên tục, bác nào mà thích cái dòng xe nào, sai số bao nhiêu, khoảng giá bao nhiêu tiền thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho cửa hàng để cửa hàng tư vấn cụ thể hơn và phù hợp nhất với các bác có thể ạ. Cái chỗ này em thấy nó bị chảy một tí tẹo tèo teo bằng cái đầu tăm luôn các bác nhé. Một chút phần da giấy ở ngoài đó các bác ạ. Nhìn xa thì không thấy đâu nhưng em quay gần thì nó như vậy nhưng em cũng vẫn phải báo cho các bác được rõ như vậy ạ phanh trước Shimano R9170 Japan rất là xịn xó luôn cửa hàng em thì nói không với hàng fake đảm bảo cho các bác là hàng chuẩn hàng xịn và hàng chính hãng đảm bảo cho các bác là mãi mãi về sau này là hàng chuẩn sách tay từ Nhật về chứ không phải là bán cho các bác xong là xong tay đâu nên là các bác cứ yên tâm mua hàng thôi ạ khung sườn thì cũng rất là mới và rất là bóng Màu sơn thì cực đẹp luôn Đùi đĩa đu rắc Có hai tầng đĩa, tầng ngoài là 50 răng và tầng trong là 34 răng Tất cả đều đồng bộ vào nguyên bản theo xe Bản Prodic One, bản Mỹ luôn, rất là xịn sò Delip Durac cũng rất là mới luôn nha các bác nhá phanh sau Shimano R9170 Japan Rất là mới và rất là bóng Em quay ở trong video vậy thôi chứ ra ngoài thực tế màu nó còn đẹp hơn rất là nhiều các bác nhé Vành Bon lốp Bon nhân 700 x 25 Rất là xịn sò luôn Vâng, vừa rồi em đã quay rất là chi tiết và tổng thể một chiếc check Madone bản Mỹ full carbon. Xe có size của hãng là size 50. Xe được trang bị bộ group Rurac R9120. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Các bác nhớ đăng ký kênh và nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới nhất của cửa hàng và chia sẻ bạn bè giúp em. Em cảm ơn các bác rất là nhiều. Và em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Em xin chào các bác ạ.